Người Việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Anh Nhâm Như Tọa sinh sống tại Hà Nội, nhưng Tết Nguyên đán năm nào cũng về quê và du xuân cùng gia đình tại các chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thường là gia đình mình sẽ chọn một cái ngày nào theo quan niệm dân gian là tốt nhất và đẹp nhất, thì nhà mình sẽ xuất hành đi lễ chùa. Đấy là cái truyền thống của mình rất lâu năm rồi. Mà đi lễ chùa mong muốn một năm mới làm sao thật nhiều sức khỏe, công việc hanh thông, các cháu nhỏ tuổi thì ngoan ngoãn, học giỏi. Mỗi người đi lễ chùa đầu năm với những mong muốn khác nhau. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên. Người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mình lên chùa với một mục đích rất là đơn giản thôi, đấy là vãn cảnh đầu năm. Và mình cảm thấy là chùa Phù Liễn là một ngôi chùa ở trung tâm thành phố, rất là thuận tiện trong việc là đi lại này. Và chùa rất được trang hoàng trong ngày Tết rất là đẹp, một màu sắc vàng đỏ chủ đạo, rất là phù hợp với ngày Tết. Và đặc biệt là khi lên chùa trong một vài năm trở lại đây thì mình thấy rằng là các bạn trẻ có xu hướng đi chùa rất là đông. Và các bạn có một cái nét rất là đặc trưng mà vẫn phù hợp với văn hóa của người Á Đông. Khi đến cửa Phật, hòa vào dòng người hành lễ, mỗi người sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời, đất giữa không gian thanh tịnh của chốn tâm linh. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Thái Nguyên, từ đêm giao thừa, chùa Phù Liễn đã đón hàng nghìn Phật tử về thành tâm chiêm bái. Vấn đề đi lễ Phật Thánh đầu năm cầu những cái sự an lành, may mắn. Xưa kia thì có một số các đồng bào nhân dân hoặc là một số các Phật tử ít chưa hiểu thì đi chùa có thể mang rất nhiều đồ mã đến chùa hoặc là đem những cái một số cái việc thì nó không trong chính pháp của nhà Phật đến với chùa là học được những sự may mắn và chúc phúc nhau những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống trong một năm tiến tới và cầu cho sức khỏe được bình an. Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. Những ngôi chùa ở Thái Nguyên như chùa Hang, chùa Phù Liễn, chùa Huống trong quá khứ hay hiện tại đều là những thực thể sống động mà ở đó mỗi người có thể tự tìm và hiểu thêm về những ẩn sâu tâm linh chất chứa trong bản sắc văn hóa Việt Nam.